anh Tùng ơi, hôm nay thì anh em kỹ thuật của Zika chúng em đến lắp đặt cũng như bàn giao cho anh ấy. Thì anh cảm thấy cái bộ dàn của bên em thế nào ạ? Vâng, em cảm thấy bộ này ok. Vâng. Cái chất lượng sản phẩm thì anh thấy ok đúng không? Còn cái cách phục vụ của bọn em thì có hài lòng không anh? Anh em nhiệt tình lắm. Dạ vâng, đấy, cảm ơn anh. Nếu mà sau này có nhu cầu thì mong anh ủng hộ bên Zika chúng em nhé. Ok. Vâng, ok anh. Đây các bác nhá, cái bộ dàn của anh Tùng ở Văn Lâm Hưng Yên. Một cặp VKF1204 này, kết hợp với đẩy D50S này. Một nâng tiếng CV900, một mic VKF321 và cuối cùng là một con trầm 260P. Nghe đồng bộ của hãng Wingwood ấy, nghe tiếng nhạc rất là sạch sẽ. Sáng và bát này đánh cực sâu luôn. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Vâng, và anh em kỹ thuật của Zika chúng em đã vừa lắp đặt và bàn giao xong cái cấu hình combo loa Wingwood VKF1204 kết hợp với đẩy D50S và một nâng tiếng CV900, một bộ mic VKF321 và cuối cùng là một trầm 260P đồng bộ của hãng Wingwood em. Anh chị ở dưới Văn Lâm Hưng Yên, anh chị cũng đang test một đoạn nhạc đấy, đoạn karaoke đấy, các cùng lắng nghe nhé. Đây em trước hết này em sẽ quay sát này cái cặp loa 1204 cho các bạn này, nhìn rõ hơn nhé. Đây, cặp loa Wingwood 1204 này, hai bát kép 25 này, và hai trung cao này, hai siêu chép. Hát thì tiếng hát này rất là sáng và rất là dễ hát nhé. Đẩy D50S thì đã quá quen thuộc với các bác rồi đúng không? Nâng tiếng CV900 và mic CV321 trầm 260P. Đây, bàn ra các anh chị ở Hưng Yên này. Anh chị đang test karaoke đây. Anh chị trong nhà đấy. Tiếp theo em đi lắp đặt tại các nhà cho bác khách xong.